Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo ngon bổ rẻ cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Bác chủ gửi gắm tôi 256 tỷ để build một đội hình của tuyển Anh. Và có một nhắn nhủ nhẹ nhẹ là anh build một đội hình của tuyển Anh sẽ phải có một con Rooney là đầu tàu. Có tiêu chí rất rõ ràng. England sẽ điểm luôn cho anh em là đội hình build nhanh thôi, 10 phút xong nhá. Một đội hình tuyển Anh thì anh em build cũng phải lực lực một tí. 200 tỷ dù là ngon bổ rẻ và thể hiện tại, nhưng nó vẫn phải là led. Rooney mà đầu tàu ấy, vụt cho tôi con CC này nhá. Dễ mua dễ bán vào thời điểm hiện tại. Mua CC cũng là một mùa rất là nét rồi. Có ma tốc độ, có sút xoáy. Đầu tàu thì nó là uy tín luôn chứ còn gì nữa ha. 65 tỷ. Bác ấy một thích một con Rashford chạy cánh nữa thì chắc là mình cũng vụt lốt cho anh em nhá. Rashford giá vẫn êm lắm, 45 tỷ là mua được. Được chưa ạ? Hai con hàng bác chủ muốn có xong. Rồi, còn lại tiền là của tôi. Tiền còn lại là dành cho tôi hết. Hàng thủ thì Leddy King mùa này giá êm thế nhở. Vụt luôn nhá, con này 15 tỷ xong. Chung vậy chỉ cần thế thôi. Rio Fer mùa này 10 tỷ á, mua được không? Ngon bổ rẻ mua con Fer này thì nét nẹt luôn gì nữa. 11 tỷ. Giao một cái bài tập về nhà nhá. Còn nếu như mà mua ngay thì có thể làm con Son Campbell hoặc là con Rio Fer mùa này anh em ạ. Walker. Walker mùa này là CB cũng khá là hay này. Nhưng mà tạm thời như vậy đi. Săn được con kia thì được cả mớ tiền đấy. Thằng này bình ổn với tầm 30. Rồi, chung vệ xong, đẩy lên hàng tiền vệ nào. Úi dồi, lưu hẳn con Bách cơ à. Tiền này mà lưu Bách luôn ạ, dã man đấy. Rồi, tuyến giữa nào. Là mẹ Mao chạy cánh này được này. Mao giá này chạy khá là ngon. Giá rất êm, 42 tỷ. Cứ đặt nha, 41 đã. Gạo đá giữa thì cũng là nét đẹp nẹt luôn. 30 tỷ vụt nốt. Cần một con đá cặp. Lấy mẹ Thầy Lâm luôn này. Thầy Lâm mùa này chạy dã man. Sút tốt, chạy cũng không chậm. Ngoài ra thì G8, G tiếc thì đá cũng ngon. Nói chung cũng nhiều lựa chọn. Bách giá ảo quá này mình không muốn sờ và bỏng tay á. Rob Bagley à? Bagley đâu nhở? Sao đéo thấy nhở? À đây, Rob Bagley cũng được. Bagley giá rẻ nhở? Thằng này cũng rất ngon nhá, 2/5 năm. Mà có 5 sao kỹ thuật này. Thằng này chỉ số cũng đẹp. Mà giá rất êm nhá. Bagley thì thôi nhá. Nếu lấy Bagley thì đi làm dry thì thôi, thôi Thầy Lâm ạ. Ừ cũng được, Thầy Lâm bỏ đi. Lingard à? Đẩy lên tiền đạo, chắc là thiếu một vị trí nữa đúng không? Saka chạy cánh cũng được ấy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là đá Mao hợp lý hơn. Ơ Ken này mùa này được ấy nhở? Ken mùa 20 mấy U này đá được ấy chứ. 50 à? Ken 22 UCL này. Cặp tiền đạo này nét nẹt luôn ấy chứ. Ken này giá rẻ ấy nhở? Ken này mua cũng được à? Có khi phải giảm con nào đó đi nhở? Hàng công đầu tư nhiều tiền quá nhở? Có Rooney rồi thì Rooney với Harry Kane, hai thằng tiền đạo mà. Mình đá 4-2-2 ấy. Rashford với Mao chạy cánh. Thằng Mao này giảm tí đi, còn mua hậu vệ nữa. Foden này chạy được rồi. Joko à? Chạy lên Saka. Saka đá để mà nói hoàn hảo không bằng Mao được. Ole ai cần tí em ạ? À, Ole đâu phải là của anh đâu anh em. Ole của Đức nào ấy chứ. Lấy mẹ Lingard nhở? Ừ lấy mẹ Lingard anh em ạ. Lingard 2/5 năm này. 40 à? Ok vụt đi. Còn 5 tỷ đủ để mua không nhở? 5 tỷ đuổi mua hậu vệ hậu viết không? Chắc đủ anh ạ, chắc đủ ấy. Rồi xem nào, để ép nhá. Chân trái trước đây. Lương 16 đến 22. Rẻ thôi anh ạ, rẻ thôi. Con tầm tỷ thôi. Tính ra muốn mua một con cánh đẹp đẹp một tí khó trôi thật. Hay là giảm con Ken đi nhỉ? Hay là Ken mua 5 thôi nhỉ anh em nhỉ? Ken mua mẹ cũng 5 thôi, việc đéo phải mua cộng ấy. Được không? Ken mua cộng 5 thôi. Mẹ sao thằng này xả nhiều vậy nhỉ? 111 mà giá rẻ thế. Mẹ lấy mẹ Ken luôn này, 5 tỷ. Đầy tiền luôn ạ. Thế là mình mua hậu vệ nó khỏe lên một tí. Cộng 5, cộng 6 thì biết là khác nhau một chút đấy. Nhưng mà nó không đáng lắm anh em. Thì hậu vệ mình sẽ nâng lên nó khỏe lên một chút. Cho nó căng luôn. Đấy so béo mùa này luôn đi. So béo mùa này 10 tỷ này. Ken không phải đầu tàu đâu. Anh lấy Rooney là đầu tàu. Bạn ấy thích Rooney hơn. Có Ben Chilwell mùa này nữa này. Ben Chilwell ngon hơn đấy nhở. 15 tỷ. Đấy mẹ Ben Chilwell đi. Cho làm đội hình full chỉ số trên 120 luôn. GC James à? James đắt quá. Walker cũng được rồi. Walker 6 này mua được không nhở? Ôi mẹ không. Thằng cái team nào vừa đó tôi cũng mua Walker này phải. Gary Neville. Nếu mà lấy James lấy mẹ Walker mùa này chạy nó khỏe hơn. Walker này mua được rồi. 15 tỷ. Đấy, Harry Kane về rồi. Thôi cả đội hình cộng 5 mà chưa cộng 5 hết. 6 vào nó hơi lệch. Sau này nâng Kane thì nâng sau anh em ạ. Nó cũng là ok mà. Đội hình này cũng khỏe phết đấy chứ. Rồi vụt nào. Ở đây có Kane nhá. Kane với Rooney là đầu tàu. 22U. Rooney CC, bác ấy thích có Rooney CC trước. Đây ưu tiên trước nhá. Bên này có Rashford, bạn ấy cũng thích Rashford này.
bác đi. Gạo. Đây gạo HG nhá. Đen đi kinh, kinh rẻ nhỉ. Kinh giá rất êm nhá. Đá bên cạnh là đang lấy con Riofer đấy. Mong là về được con BTB, không thì anh em phải xoay tiền một con khác ấy. Tầm này săn được thì ngon quá. Tính ra đội hình này anh em build tính ra lại thành ra đều. Benchwell mạnh luôn. Walker. Bên này chắc lấy Mao hoặc lấy Lingard nhá. Anh ạ, lấy Lingard hoặc Mao đều được nhá. Mao cũng ngon mà Lingard cũng ngon đấy. Lingard lương 24, Mao cũng lương 24 à? Lingard là 112. Vậy anh em thích Lingard hay Mao hơn? Thôi lấy Lingard đổi gió cũng được nhá. Nhá. Ok, còn 15 lương cho thủ môn. GK lương 15 thôi. Nếu mà bí quá ấy thì anh em kiếm một con thủ môn nào đúng lương 15 là được. Đéo cần phải thiết rồi đó. Nếu mà bí quá thì đành phải như vậy. Din. Din Henderson à? À Foster rồi. Thằng này sở trường luôn nhá. Thằng này thằng sở trường luôn đấy. Đéo biết mua được không nhỉ? À Johan này. Ờ Johan này, Johan đi. Bác Johan cho yên tâm. Johan 1m96. Ok, xong nhá. Đời này đẹp quá, như tranh luôn ạ. Như tranh vẽ luôn. H1 cộng 6 về là vụt. Được chưa anh em? Đẹp chưa? Nói chung là cái đội hình này thì chắc là không ai có một cái ý kiến gì phải không? Không ai có một cái lăn căn gì cả nhỉ? Nhìn nó là mờ mê luôn mà. À, so béo còn dư được tí tiền nữa này. Còn 17 tỷ để mặc cả nhé. Anh em ạ, còn 17 tỷ để mặc cả. Sao anh em phải mua thêm một vài những phương án nữa cũng được rồi mà. Đó, tiền đạo, tiền điếc có thể làm thêm một hai con nữa. Michael Owen nó rẻ vậy. Zuko, Saka. Thế thôi anh em nhá, tạm thời đội hình này như thế này thôi. Và hôm tới thì tôi sẽ cập nhật cho anh em một trong những đội hình của tuyển Anh rất là mạnh trong tầm 200 tỷ hiện nay. Rồi, sau chỉ một ngày trở lại thôi, tất cả những con người của tuyển Anh trong tầm giá 200 tỷ, một tầm giá rất ngon bổ rẻ vào thời điểm hiện tại của mình, đã về vô cùng là đầy đủ rồi. Bộ tứ hàng công thì anh em có thể nhìn thấy rất chất lượng, với Marco Rashford bên trái, Jesse Lingard bên phải, cặp tiền đạo trung tâm là Rooney và Harry Kane. Ở đây thì tuyển Anh của mình vẫn chưa búp đầy đủ những chỉ số tổng các bạn ạ. Và khi búp đủ những chỉ số của tuyển Anh, chúng ta sẽ được chỉ số chung 3, chuyền dài 2 và dứt điểm 1. Nói chung thì đôi cánh chúng ta vẫn sẽ có những con hàng rất tốc độ, với những bộ chỉ số tốc độ anh em có thể nhìn thấy. Nếu như mà team color chuẩn chỉ thì nó sẽ cơ bản là như thế này nhé. Harry Kane và Rooney ở phía trong thì kỹ năng dứt điểm mình cũng không có gì phải lo lắng cả. Những cầu thủ có kỹ năng dứt điểm cực kỳ khét anh ạ, đặc biệt là Harry Kane nhé. Bộ đôi hàng tiền vệ sẽ là Dean Wright của mùa HG, bên cạnh là Drop Barney cũng ở mùa giải đó. Bộ tứ hàng thủ thì cũng vô cùng khủng khiếp. Chúng ta sẽ có Lady King, đá bên cạnh là Shokaibo của mùa HG. Bên trái là Ben Chilwell quá ngon, và bên phải là Zizem của mùa 20U. Vị trí gác đền với mức lương 18 ở đây chúng ta có Johan của mùa EBS. Hôm trước là mình định đầu tư cánh này to hơn một chút, như kiểu BTB của con Kai Walker, nhưng hình như là khó mua nên thôi. Lấy Zizem cũng được các bạn nhé, con này cũng đắt phết đấy. Rồi ok, còn 4 tỷ ở thị trường chuyển nhượng à. 4 tỷ thì có lẽ là anh em có thể bổ sung thêm một vài những phương án dự bị. Chúng ta làm con Mason Mount để dự bị nhé. Mason Mount 22U được, giá cũng 2 tỷ thôi. Không thì anh em chờ thêm một chút nữa, lấy con Foden mùa 22U này để dự bị nhé. Như thế là cũng rất đẹp rồi, vì giá của nó rất là thơm vào thời điểm hiện tại. Mua thêm một con dự bị nữa là êm, được chưa ạ? Rồi, nói chung là như vậy thôi. Một hình rất đẹp của Tam Sư Anh. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm. Đầu tiên, rồi đá thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình tuyển Anh chỉ với 200 tỷ. Có lẽ đây là một trong những lựa chọn bậc nhất để anh em có thể xuống tiền vào thời hiện tại rồi. Đi đâu? Quá êm. Rooney, Rashford. Trời ơi, quả truyền tệ quá nhờ. Rooney chạy kìa, Rooney nó chạy kìa, Rooney nó sút kìa, rách cái lưới. Một pha dứt điểm cực kỳ đơn giản thôi. Vai trưởng ạ, nó sút sao mà êm thế nhở? Mẹ, để nó sút được quả đấy, cay chưa? Harry Kane. Đỡ đi. Ơ kìa. Rooney. Đỡ kiểu gì đây? Một pha mà Rooney đã quan sát xem là thủ môn gì như thế nào. Hỏng ơi. Hay quá nhờ. Benzema DC à. Rồi hay lắm. Harry Kane.
Đóng mạnh thế mà vẫn bắt nổi thằng chó Kepa này. Hay quá nhở, Rooney cầy ác quá nhở. Harry Kane vụt vào đầu nó. Pha này vụt thì mê thôi. Harry Kane sút hay nhở. Rồi Marco Rashford bên này. Tốc độ của Rashford. Sao cậu Ben giỏi vậy trời. Và đó là Marco Rashford. Rudiger mắc lỗi à? Mắc lỗi thì dễ rồi. Dễ rồi. Phải đéo vào mới đau chứ. Đẹp quá nhở. Ben Chilwell cũng có thể sút vào được. M.E.M.E. Rồi Rooney một mình solo cùng với Philip Lâm. BTB cộng 8 à, BTB cộng 7 thôi. Cộng 7 thì tuổi gì? Cộng 7 thì có cái tuổi gì? Harry Kane ra chân sợ nhở. Rồi cơ hội rồi. Cơ hội rồi. Giật cái Z sút chết. Hơi hiền nha. Chưa phải là một cái góc quá hiểm. Rooney vẫn bắt được. Ừ. Hỏng rồi. Kìa, để thằng ốt này nó thoát xuống là sao vậy? Rooney. Tốc độ của Rooney. Tốc độ của Rooney. Rồi, phải bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại nào. Mẹ điên thế nhở. Vị ơi. Hay quá nhở. Xong rồi. Mày xong rồi. Dingot. Dingot sẽ ghi bàn. Một sai lầm chết người của hàng thủ đâu bạn. Mày dâng lên với ai. Rồi lại là bàn thắng. Bố mới chạy vào đây. Ơi. Chạy vào cọc với đen chứ. Chạy vào cọc với đen. Ui. Vãi cả đái pha SD của Dylan Bright kìa. Vít. Khó nhở. Cái tình huống đấy cũng không muốn ghi bàn một chút nào anh em ạ. Vì nó quá dễ. Ô. Sao lại có penalty vậy? Thằng tài này trận này xong, trận này giàu rồi. Sau trận này thì giàu rồi. Êm quá nhờ. Wayne Rooney. Một pha dứt điểm rất đơn giản thôi. Thôi hỏng rồi. Mình soạt quả trâu quá. Đừng thẻ đỏ nhá. Đỏ còn penalty nữa à? Cày thế nhở. Dại quá Tù ơi. Khó rồi, bắt đầu khó trận đấu này rồi. Nhưng không sao, mình thích những trận đấu khó kiểu như thế này. Trong khe nào. Rooney. Xong. Vào cái chân của Kane thì bỏ lỡ làm sao đây. Rất yên tâm nhá, Kane này ra chân rất yên tâm anh ạ. Thằng này thổi penalty rất nhiều nha. Một trận đấu tài thổi penalty tới 3 quả. Thôi nhẹ này thôi, giữa này thôi, nhẹ này thôi. Vãi cả trường, để nó bắt bài kìa. Cay thế nhở. Mẹ mày đang thiếu người đá lỏng luôn cả tay quả này. Đây vẫn là Lingard. Rồi xong rồi đấy.
Một sai lầm của đối thủ khi đã truyền quá ẩu. 3-2 và trận đấu này tôi phải có 3 điểm nha. Ô, thoáng ấy nhờ. Phải nguy hiểm quá nhờ. Máy bao gì xem đây không? Ê à. Máy ép hàng phòng ngự này. Lùng cá lùng cùng. Mặt cuối thời điểm này mới là vui này. Đúng anh em, như này mới là vui mà anh em, đúng chưa? Rooney. Rooney. Rooney kìa. Ninh gốt. Bác đi. Điều gì đến nó cũng phải đến mà thôi. Trận đấu được giải quyết ở phút thứ 90 cộng 3. Đó. Harry Kane nó sút sợ thật đấy. 22 u thôi mà đã nét như thế này rồi. Để đề chìm khó cho củ tỏi rồi. Dễ nhờ. Rooney rất nhẹ nhàng để dứt điểm thôi, không hổ báo như những pha bóng trước. Đỡ đi. Này thì bắt trỏ với ai? Rooney. Rồi Rooney. Rooney. Ninh gốt. Đó. 4-0 dành cho tuyển Anh. Một trận đấu hủy diệt rồi. Đó. Lát tan đội bạn chưa? Wayne Rooney kìa.